Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 174. Động tình. Ban đêm gió thực sự rất lạnh, Tạ Cảnh Hành chỉ đưa Thẩm Diệu đến bên ngoài công chúa phủ, thẩm ra xe ngựa vẫn chờ ở ngoài. Thẩm Diệu còn muốn nói chuyện, nhưng khi quay lại đã không thấy bóng dáng Tạ Cảnh Hành. Mạc Kinh và A Chí thấy nàng đột nhiên xuất hiện ở cổng phủ có chút bất ngờ. A Chí hỏi, tiểu thư làm sao lại đi ra một mình, những người khác đâu? Đúng lúc đó, Kinh Chập và Cốc Vũ thở hồng hộc chạy đến, thấy thẩm rượu rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Kinh Chập nói, chúng nô tỳ chờ ở bên ngoài, Dương Cô Cô nói ngài đã đi ra, nô tỳ còn tưởng nàng lừa người. Sau đó thấy trong phòng không còn ai mới đến đây xem, không ngờ cô nương thật sự đi ra. Nàng nhìn xung quanh một chút, nghi hoặc nói, rõ ràng chỉ có một gian phòng, chúng nô tỳ ở bên ngoài bảo vệ cũng không thấy cô nương lúc nào đi ra, chẳng lẽ công chúa phủ bên trong có mật đảo. Cốc vũ bận rộn nhẹ nhàng khụ một tiếng nhắc nhở nàng chớ nói bậy, dù sao cũng là tại công chúa phủ bên ngoài, dù thật sự có mật đạo cũng không thể trắng trợn nói ra. Kinh chập le lưỡi, liếc nhìn thẩm diệu, thấy nàng cau mày, biểu hiện có chút nghiêm nghị. Kinh chập nhỏ giọng nói, lúc nãy đi vào thời điểm nhìn công chúa Điện Hạ sắc mặt không được tốt. Cô nương, ngài cùng công chúa Điện Hạ cãi nhau sao? Thẩm diệu lắc đầu, nghĩ về những gì xảy ra hôm nay tại công chúa phủ, bất giác cảm thấy dối bời. Nàng liền lên xe ngựa, đi về trước đi. Có chuyện gì về thẩm trạch lại nghĩ tiếp, dù sao hôm nay mọi chuyện xảy ra đều quá bất ngờ xe ngựa vừa muốn khởi hành thẩm diệu không nhịn được vén rèm nhìn lại bóng đêm đen kịt che lấp tất cả không có nguyệt quang cái gì cũng không thấy rõ nàng thở dài nhẹ nhõm từ một góc tối không xa công chúa phủ thanh niên mặc áo tím lặng lẽ nhìn theo xe ngựa đi xa cao dương gập quạt giấy không còn ung dung lay động mà cất kỹ bên hông hắn nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mặt biểu hiện hiếm thấy mang theo một tia phức tạp Hắn hỏi, đáng giá không? Đều sẽ có ngày đó." Tạ Cảnh Hành hờ hững nói. "Không cảm thấy đáng tiếc." Tạ Cảnh Hành hơi nhếch môi, mặt nạ che khuất dung mạo và biểu hiện của hắn, nhưng vẫn có thể khiến người ta tưởng tượng ra sự trào phúng, khinh bỉ và lạnh lùng. "Hắn nói, duyên phận đến cùng mà thôi." Cao Dương không nói lời nào, một lát sau lắc đầu, vỗ vỗ vai Tạ Cảnh Hành. Từ công chúa phủ bên trong, mấy tỷ nữ mang theo giỏ đồ ra, không biết là cầm cái gì, đổ hết đồ bên trong ra rồi vứt sọt xuống đất. Một tỷ nữ tiếc nuối nói, chút ít đồ này tốn không ít bạc, nếu mang đi bán có thể kiếm lời chút ít. Vứt như vậy thật đáng tiếc. Người biết cái gì? Một tỷ nữ khác chừng nàng, vật này ai biết có độc không, nếu có độc, bán chẳng phải là gây phiền toái. Được rồi đừng xem, đi thôi hai tỷ nữ xoay người trở về công chúa phủ, trên đất chỉ còn lại cái sọt và rổ trơ trọi. Đó chính là những thuốc dẫn mà y quán gửi đến, rất trùng hợp thu được để chữa bệnh tim nhanh cho vinh tín công chúa. Nhưng giờ đây bị ném đi như một thứ vô giá trị, còn bị nghi ngờ có độc. Cao dương trên mặt mang theo mấy phần không đành lòng, một phen tâm huyết bị trả đạp, làm sao tâm đại người cũng không thoải mái. Hắn muốn khuyên vài câu, nhưng tạ cảnh hành đã đi xa. Hắn áo gấm, vóc người thẳng tắp, thản nhiên thong dong đi trong bóng đêm, đầy người không ngăn được phong hoa. Chỉ là tấm lưng kia, đến cùng có mấy phần tịch liêu. Thẩm Diệu trở về thẩm trạch, thẩm tín phu phụ đều đang chờ nàng, sắc trời đã tối mà thẩm Diệu chậm chạp không về, mọi người lo lắng đã xảy ra chuyện. Thấy nàng bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Diệu trong lòng có chuyện, nói có chút mệt mỏi muốn nghỉ sớm, mọi người không nghi ngờ gì. Thẩm Diệu trở lại phòng ngủ, để Kinh Chập và Cốc Vũ lui ra, mình ngồi xuống trước bàn. Trong lòng nàng thật sự có chút bất an. Tạ Cảnh Hành hôm nay xuất hiện tại công chúa phủ, để thân phận bại lộ trước vinh tín công chúa, thực sự là một quyết định lỗ mãng. Mà Tạ Cảnh Hành bản thân không phải là người lỗ mãng ngoài việc thế thẩm diệu giải vây để vinh tín công chúa không làm ra hành động khó lường với thẩm gia không có lý do khác bởi vì mình mà làm cho tình cảnh trở nên gian nan này cũng không phải thẩm diệu muốn thấy phải biết tuy rằng tạ cảnh hành mỗi lần nói tới lợi hại từ đầu tới đuôi cũng không hề thực sự làm thương tổn nàng thẩm diệu không biết được cảm tình giữa vinh tín công chúa và tạ cảnh hành sâu dày đến mức nào nhưng tại công chúa phủ sau khi vinh tín công chúa chứng thực thân phận tạ cảnh hành, phản ứng của nàng khiến lòng người lạnh. Tạ cảnh hành không nói gì, nhìn như hững hờ, nhưng thẩm diệu biết, thương tổn đến từ người thân lớn thế nào. Giống như phó tu nghi đã làm với nàng trong kiếp trước, thẩm gia nhị phòng tam phòng đối với nàng, cũng bởi vì trở mặt mà lãnh khốc, trước kia dịu dàng thắm thiết bấy nhiêu thì bây giờ lại trào phúng bấy nhiêu nếu thương tổn đến từ chính tạ đình thì tạ cảnh hành có thể không thèm để ý, nhưng vinh tín công chúa thì khác. Dù sao tạ cảnh hành vẫn coi trọng vinh tín công chúa. Dù sao khi trở lại định kinh hai năm sau, biết vinh tín công chúa tái phạm bệnh tim nhanh, hắn vẫn là người đầu tiên tìm kiếm thuốc dẫn. Dù sao cũng có chút tình nghĩa. Thẩm diệu buồn bực đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đẩy ra nhìn ra phía ngoài ngoài cửa sổ bầu trời như vẩy mực đêm đông định kinh thành trong ngoài đều mang một cảm giác hưu quạnh vắng vẻ nàng nghĩ một hồi lại xoay người trở lại trong phòng từ trong dương lấy ra một cái áo choàng đỏ sậm khoác lên người buộc chặt dây áo choàng rồi nàng đi tới bên cửa sổ nhỏ giọng gọi tỏng dương bóng đen từ trên cây rơi xuống đứng trước mặt thẩm diệu thẳng tắp cung kính nói thiếu phu nhân có chuyện gì phân phó Thẩm Diệu giờ đã tự nhiên không nghe đến xưng hô của Tòng Dương. Nàng do dự một chút rồi nói, người dẫn ta đi gặp tạ cảnh hành. Tòng Dương há to miệng, hít vào một ngụm khí lạnh. Bản thân hắn vốn nghiêm túc, trong ngày thường biểu hiện lại ngay ngắn, vào lúc này dáng vẻ ấy thực sự có chút buồn cười. Thẩm Diệu bị ánh mắt của Tòng Dương nhìn có chút thẹn quá thành giận, lên tiếng, người đến cùng có biện pháp nào hay không? Thiếu phu nhân, Tòng Dương lấy lại tinh thần, một mặt khó xử nói, thuộc hạ hiện tại không biết chủ tử ở đâu. Thẩm Diệu nhíu mày, Tòng Dương ngày ngày ở thẩm trạch nhìn chăm chăm nàng, quả thực không thể nào biết được tung tích của tạ cảnh hành. Tối nay, khi nàng rời khỏi công chúa phủ, tạ cảnh hành lại đi quá nhanh, nàng còn chưa kịp hỏi. Hiện tại đúng là không ai biết tạ cảnh hành đang ở đâu. Chỉ là không biết tại sao, nàng cảm thấy tạ cảnh hành giờ này nên ở duệ vương phủ hắn giấu đi tâm tình của mình dưới mặt nạ nên có thể muốn ở một mình nàng quyết định nhanh chóng nói với Tổng dương ngươi dẫn ta đi duệ vương phủ Tổng dương mặt lộ vẻ khó xử thẩm diệu cau mày hỏi ngươi cũng không làm được sao Tổng dương vội giải thích thuộc hạ một mình tự nhiên có thể làm được nhưng mang theo thiếu phu nhân thì không thể thẩm diệu hỏi hắn Người có biết khinh công không? Tòng Dương bận rộn gật đầu không ngừng. Vậy là được. Thẩm Diệu nói, người cầm lấy ta mang ta đi duệ vương phủ. Nàng nghĩ rất đơn giản, giống như tạ cảnh hành trước đây làm với nàng. Tòng Dương dù sao cũng là người của tạ cảnh hành, trình độ nào đó so với mặc kình bọn họ dùng thuận tiện hơn. Quan trọng nhất là nàng không muốn thân phận của tạ cảnh hành bị nhiều người biết, càng nhiều người biết càng nguy hiểm, dù là người nàng tín nhiệm, vì không chừng một ngày nào đó sẽ bị người khác lợi dụng. Nàng vừa nói, Tổng Dương liền lắc đầu liên tục, trong ánh mắt thậm chí có mấy phần sợ hãi, nói, không thể. Vì sao không thể? Thẩm Diệu kiên trì đến sắp khô kiệt. Tổng Dương nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Thẩm Diệu. Nàng không biết tạ cảnh hành tìm đâu ra thị vệ, so với nữ tử còn muốn giữ nhiều quy củ, nhưng mặc kệ thẩm diệu nói thế nào, Tòng Dương cũng không chịu mang nàng đi duệ vương phủ. Thẩm diệu cũng khó khăn, không cho Tòng Dương dùng khinh công, nàng muốn đi ra cửa lớn thẩm ra, cửa lớn nhưng lại có thẩm tín binh canh giữ, không thể không kinh động. Như vậy khuya khoắt ra ngoài, sợ là nàng chưa ra đến cửa lớn, người trong nhà đã túng năm tụng ba thức dậy, đến lúc đó muốn nàng giải thích, nàng nhưng không biết phải nói gì. Thẩm diệu đau đầu cực kỳ nàng nhìn bức tường ngoài sân, trong đầu đột nhiên thông suốt. Tạ cảnh hành vừa chuyển tới diễn khánh hạng, vì không thiếu bạc tiêu xài, thẳng thắn mua lại hết thảy trạch viện giữa duệ vương phủ và thẩm trạch, còn đặt tên đẹp là hàng xóm. Nhìn như vậy, có thể nói duệ vương phủ ngay cạnh thẩm trạch. Chỉ là tạ cảnh hành trụ ở một gian phòng có chút xa mà thôi. Nếu là hàng xóm trạch viện, thẩm diệu ánh mắt dừng ở bức tường cao cao trong sân, Nàng nói, leo tường đi. Tổng Dương ngơ ngác nhìn nàng, làm như không tin vào tai mình. Hắn phụng mệnh bảo vệ thẩm diệu an toàn, luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng tại thẩm trạch, tự nhiên biết thẩm diệu là hạng người gì. Thẩm diệu đoan trang trầm ổn, cực thủ quy củ, còn nhỏ tuổi nhưng chịu được nhàm chán, nhìn lại như là từ cây em đi ra quý nhân, tóm lại chính là một cô nương được giáo dưỡng tốt. Tòng Dương thường xuyên ở trong lòng cảm thán vị này thiếu phu nhân khác với người khác, từ nhỏ chính là cực kỳ cao quý. Ai biết giờ này lại nghe vị cao quý thiếu phu nhân muốn leo tường, Tòng Dương nghĩ mình nghe nhầm. Thẩm Diệu lườm hắn một cái, không giận tự uy nói, người không nghe thấy lời ta nói sao. Vâng vâng vâng, Tòng Dương một cái giật mình đứng thẳng người, không dám nhìn thẳng Thẩm Diệu. Sau đó thời gian, đủ khiến Tòng Dương cảm thấy thống khổ. Lúc đầu hắn nghĩ thẩm diệu muốn mình leo tường, nhưng thẩm diệu nói leo tường là chỉ leo từ tường này sang tường khác, tạo thành cầu thang hình, rồi nàng từ mặt tường này đi sang mặt tường kia. Tòng Dương nửa đêm phải đi trộm dầu có nhân ra giữ lại bón phân dơm dạ lỗ châu mai, vấn đề là từ Duệ Vương Phủ đến thẩm trạch có tới mười mấy trạch viện. Mỗi trạch viện đều có tường, Tòng Dương bận rộn trời rất lạnh cũng ra một thân mồ hôi nhìn thẩm diệu kiêu căng vượt qua từng bức tường cảm thấy như không phải vượt tường mà là leo bậc thang chín tầng cung điện một mặt cảm thán một mặt không ngừng kêu khổ cho vận mệnh của mình nếu không sợ làm bẩn thiếu phu nhân thân thể chọc chủ tử bất mãn tổng dương hà tất phải phí sức lực lớn như vậy biết khinh công của hắn không tệ mang theo một người phi là thừa sức nào còn dùng sức như bây giờ các đồng liêu ở mặt vũ quân còn dồn dập hâm mộ hắn có vận may không biết phần này Mỹ việc xấu chính là làm cho người ta làm cu ly, còn không bằng gã sai vặt, tòng dương trong lòng yên lặng rơi lệ. Chờ thầm diệu vượt qua bức tường cuối cùng, đến duệ vương phủ, tòng dương đã mệt mỏi không muốn nói chuyện. Vì vào từ hậu viện, không đi cửa chính, duệ vương phủ to lớn bên trong thậm chí không thấy một tên hộ vệ. Tòng dương cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, rõ ràng lúc trước không tàn mạn như vậy thẩm diệu nhìn bố trí của duệ vương phủ quả nhiên như trong truyền thuyết là tráng lệ chỉ là chỗ ở tạm cũng được tu sửa chú ý như vậy không biết chân chính đại lương hoàng cung sẽ thế nào khí thế bất phàm đang muốn hỏi trước mặt xuất hiện một trung niên nam tử mặc áo đen thiết y tòng dương gọi lập tức hỏi những người khác đâu thị vệ gọi thiết y nhìn thẩm diệu có chút sững sờ chắp tay hỏi thẩm tiểu thư đến đây nhưng có chuyện quan trọng thẩm diệu nhìn đối phương, tự hồ nhận ra nàng, xem Tòng Dương lại cùng hắn chào hỏi, phòng trừng là người của tạ cảnh hành, lên tiếng, ta tìm Duệ Vương, có mấy lời muốn nói. Thiết y tự hồ đã sớm biết nàng sẽ nói như vậy, gật đầu, nói, chủ tử ở phía sau viện, đi theo ta. Mùa đông minh tề lạnh lẽo, người người cũng không muốn ở bên ngoài đi lại. Nếu là ban đêm, trên đường phố càng không có một bóng người ngay cả chim sẻ, mèo và chó đều núp ở sưởi ấm trong ổ, không muốn di chuyển chút nào. Trong bể nước đã kết băng, dày đặc khối băng che phủ bên trong phong cảnh, cả vườn ngày mùa hè thanh hà phong nâng, cẩm lý hy du, giờ chỉ là một mảnh trắng xóa. Tựa hồ như mọi thứ tốt đẹp đều có lúc phải qua đi, giống như ngày xuân hoa nở cuối cùng cũng sẽ có ngày tàn. Thanh niên mặc áo tím lười biếng ngủ trên cây, hai tay chống đỡ đầu, trên mặt âm sắc mặt nạ không có lấy xuống trên cây treo phong đăng ánh sáng yếu ớt dưới vẻ mặt hắn không thể nói được tiêu điều cũng không thể nói là sung sướng chỉ là có chút tịch liêu giống như tự trên cây xuyên qua phong nhẹ nhàng nhưng cũng lạnh nặng nề yên lặng mà trầm mặc dưới cây bạch hổ nằm ngược lại thỉnh thoảng dùng móng vuốt cào thân cây tình cờ còn cắn khối băng rơi trên mặt đất cắn cọt kẹt cọt kẹt đặc biệt rõ ràng trong ban đêm. Thẩm Diệu vừa đến đã thấy cảnh tượng này, thanh niên và bạch hổ ngủ liêu siêu, lại làm nàng nhớ tới kiếp trước chính mình, khi ở trong cung, lúc đêm khuya đi qua ngự hoa viên, đầy mắt tựa hồ lưu lại ban ngày phó tu nghi và mi phu nhân tiếng cười cười nói nói, có chút cay đắng, không có phần cuối đi tới. Bạch hổ đột nhiên thấy có người đến, lập tức đứng lên, khom người cảnh giác nhìn nàng, miệng phát ra trầm thấp cảnh cáo, nhưng vì đến cùng quá nhỏ, không có lực uy hiếp, thanh âm khỏ khè khọ khè lại quái đáng yêu. Xuyệt, kiêu kiêu, tạ cảnh hành nói, yên lặng. Thẩm diệu, nàng đi tới dưới cây, ngẩng đầu nhìn người ngủ trên cây, nói, người đang gọi ai? Tạ cảnh hành dừng lại, bỗng nhiên cúi đầu, nhìn thấy Thẩm diệu sững sờ, hỏi, ngươi làm sao đến đây? Công chúa phủ lời còn chưa nói hết, liền qua đây xem thử tạ cảnh hành quét mắt nhìn nàng không có từ trên cây xuống nhưng cười nhẹ một tiếng nói ngươi là quan tâm ta nên đến nghĩ sao là chuyện của ngươi thẩm diệu đáp lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ thương tâm tạ cảnh hành thật giống nghe được chuyện cười biểu hiện càng thú vị thực sự là ngây thơ không có chính là tốt nhất thẩm diệu không để ý đến lời chào phúng của hắn ôn hòa nhã nhặn mở miệng. Tạ cảnh hành nhìn chằm chằm trời, lười biếng xua tay, ngươi trở về đi, ta không có chuyện gì. Thẩm diệu không trở lại. Bạch hổ dường như cũng nhận ra thẩm diệu không có ác ý, chủ nhân không biểu hiện địch ý, dần dần thả lỏng cảnh giác, như quen thuộc tự sát bên chân thẩm diệu, khó khè khó khè kêu. Thẩm diệu lặng lặng nhìn thanh niên trên cây. Quá một lát, nàng hỏi, tạ cảnh hành, ngươi muốn diệt minh tề sao không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại tựa hồ có bé nhỏ chiến miên hoa đèn từ phong đang lộ ra ánh sáng yếu ớt tối tăm đăng cành cây che kín thanh niên cho dù thấy được mang theo mặt nạ cũng không thấy rõ vẻ mặt hắn chỉ thấy áo bảo màu tím buông xuống một góc theo kim tuyến đồ án dạng người dưới ánh sáng sợi tơ đan sen phát họa ra thụy thú đồ án tựa hồ là rồng trầm mặc làm người kinh hãi, hắn không trả lời. Bạch hổ nhẹ nhàng nghẹn ngào một tiếng, xoay người chạy vào bụi cỏ. Thẩm diệu dựa lưng vào cây, lạnh nhạt nói, nếu ngươi cuối cùng muốn diệt minh tề, trên đường tất cả mọi người cũng có thể lấy hay bỏ, đạo bất đồng bất tương sáu mưu, có người rất tốt, nhưng không cùng một con đường. Không cùng một đạo người, quản làm gì? Tạ cảnh hành soạt nở nụ cười, tiếng nói tự đỉnh đầu truyền xuống, người đang an ủi ta. Không, ta đang an ủi chính ta. Thẩm diệu đáp. Nàng hiểu tạ cảnh hành, nàng và tạ cảnh hành đến cùng không giống. Tạ cảnh hành là nam nhân, càng thêm quyết đoán mãnh liệt, tin tưởng tối nay qua, nàng vẫn là cái kia thắng chắc tại duệ vương, không có gì hiếm thấy cũng hắn, không gì ngăn cản bước tiến của hắn. Hắn như sư tử, bản thân là nhân vật cực kỳ mạnh, chỉ là một mình liếm láp thương tích, có chút cô độc thời gian vừa vặn bị nàng va vào. Người cũng có chuyện đau lòng sao? Tạ cảnh hành trêu nói. Như cũ là bộ bất cần đời ngữ khí, nhưng thẩm diệu biết, giờ khắc này trong mắt hắn nhất định không mang ý cười. Vì có tâm tình chính hắn không che lấp, nên muốn ngồi yên trên cây, không muốn lấy mặt nạ xuống, yên lặng ngồi. Sự đau lòng của ta không thể so ngươi thiếu. Thẩm Diệu mỉm cười nói, chí ít vinh tín công chúa còn sống. Trên đời chuyện thống khổ nhất, không nên là bị hiểu lầm trách cứ người đã không còn sao. Có sai lầm có thể bồi thường, có sai lầm không thể bồi thường. Lại như huyền du và phó minh của nàng, nàng có thể cứu nhiều người, chỉ hai người này không cứu được, đời này, cuối cùng một đời cũng không cứu được. Bất luận sau này có thể không trả đại thù, hoặc kể cả thẩm gia trải qua phong quang vô hạn, phần tiếc nuối vĩnh viễn không có cơ hội bù đắp, chỉ có thể tại ban đêm lăn qua lộn lại mà nghiền ngẫm. Liền và mộng cũng là hy vọng xa vời. Người cũng biết sớm muộn sẽ có ngày như thế, cần gì phải lo lắng nhiều hơn. Làm hết sức mình biết mệnh trời, từng làm việc đã hết lòng tận sức, còn lại lại quá phân, cũng chỉ là duyên phận đến phần cuối mà thôi. Thẩm Diệu nói, không có ai cùng ai đi một con đường cả đời. Thí dụ như thân sự của ta, Phó Tu Nghi và ta không phải một con đường, Thái Tử không phải cùng ta một con đường, Hoàng Phủ Hạo không phải, Phùng Tử Hiền không phải, La Lăng không phải, Bùi Lang cũng không phải. Phó Tu Nghi và Thái Tử là người phó gia tự nhiên là kẻ thù, không thể cùng thẩm diệu là một đạo. Hoàng Phủ Hạo mang tâm ý xấu, Phùng Tử Hiền thuận buồm xuôi gió, nhà ấm trong trường dưỡng bông hoa không giống nàng trong xương. La Lăng cá tính chính trực, làm sao có thể hiểu trong lòng nàng những âm mưu tính toán. Cho tới bùi lang, gút mắc phức tạp, kiếp trước hắn cũng đã phá hủy thẩm diệu trong đời tầng tầng thêm một bút, một bút làm cho nàng và bùi lang mãi mãi cách xa, không thể thẳng thắn chờ đợi. Ngươi nói như vậy, thiên hạ sẽ không có người nào cùng ngươi đi một con đường. Tạ cảnh hành nhắc nhở. Sự thực là như vậy. Thẩm diệu trong lòng thầm thở dài, từ mộ phần bò lên lại sống lần thứ hai, từ vài phương diện nói nên cùng quỷ gần đủ rồi. Báo thù trên đường một mình nàng lẻ loi độc hành, vẫn luôn là. Vậy ngươi như vậy an ủi ta, sẽ làm ta có ảo giác. Tạ Cảnh Hành khẽ mỉm cười, ngươi là cùng ta một đạo. Gió cuốn lên lá rụng trên đất, từ mặt hồ thổi qua. Mặt hồ đã kết băng, cứng rắn như bàn thạch không thể lay động. Nhưng tựa hồ cũng có thể xuyên qua trước mặt mặt hồ. Nhìn thấy ngày xuân gió nhẹ lướt qua, bọt nước dạng mở, một trì xuân thủy nổi lên trong trẻo ba quang, cảnh xuân tươi đẹp tượng. Ngày đông đều sẽ tới, ngày xuân đều sẽ đến gần. Thầm diệu âm thanh nhẹ nhàng, so với ban đêm gió còn muốn nhẹ, tràn đầy trên không trung. Nàng nói, ai nói không phải đâu. Vậy ngươi như vậy an ủi ta, sẽ làm ta có một loại ảo giác, ngươi là cùng ta một đảo. Ai nói không phải đâu. Trước mặt bóng cây lóe lên, có người từ trên cây vụt xuống. Thanh niên bóng lưng thẳng tắp mà anh Tuấn, xa xa Bạch Hồ thấy chủ nhân hạ xuống, lập tức vui mừng chạy tới, thân mật sượt đối phương bào giác. Người cảm thấy, ta là Đại Lương duệ Vương, vẫn là Lâm An Hầu phủ hầu gia. Hắn hỏi. Thẩm Diệu dựa vào cây, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn bóng lưng của hắn, nói, điều này rất quan trọng sao? ta cũng cho rằng không quan trọng. Tạ cảnh hành đứng ven hồ nước, tiếng nói của hắn bình tĩnh, tựa hồ một chút chập trùng cũng không có, bình thản kể rõ. Từ ta biết mình thân phận, có người không ngừng nhắc nhở ta, điều này rất quan trọng. Lâm An hầu nhu nhược vô năng, do dự thiếu quyết đoán, không xứng làm cha. Chân chính tạ tiểu hầu ra coi như lúc trước không chết yểu, cũng sẽ chết tại tay phương thị. Dung di đối đãi ta rất tốt, ta cho rằng đối với người khác quan trọng, đối với nàng, thân phận của ta không quan trọng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ta phạm vào một rất lớn sai. Hắn lạnh nhạt nói, đối với người trong thiên hạ, vấn đề này từ đầu đến cuối đều rất trọng yếu. Không có may mắn cho rằng có cảm tình có thể vượt qua tất cả ràng buộc, tình thân có thể cao hơn tất cả, cuối cùng không thua gì mạnh mẽ một cái tát đánh vào mặt chính mình. Trọng yếu nhất phải làm là loại kia sâu sắc cảm giác thất vọng. Thẩm Diệu nhìn chầm chầm bóng đưng của hắn, sau một lúc lâu mới nói, đối với ta mà nói không quan trọng. Tạ cảnh hành nhẹ giọng cười lên. Hắn xoay người hướng Thẩm Diệu đi tới, dừng bước lại trước mặt Thẩm Diệu. Ở trên cao nhìn xuống, hắn hỏi, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi chỉ là tạ cảnh hành mà thôi. Nàng không chịu thua ngang đầu, tựa hồ muốn đem đối phương khí thế đè xuống. Chỉ là, hắn hơi bất mãn. Người lừa người khác nhưng không lừa được ta. Thẩm diệu nhìn mặt nạ của hắn, vừa bắt đầu ta liền biết ngươi là hạng người gì. Từ khi ta biết ngươi, đến kết minh kết thúc, ngươi cũng chỉ là tạ cảnh hành, mà thôi. Tạ cảnh hành ý tứ sâu xa ô một tiếng. Hắn lại tiến lên một bước, thẩm diệu theo bản năng lùi về sau, nàng vốn dựa vào cây, lưng không thể lui được nữa, lại bị tạ cảnh hành nâng cầm lên. Tạ cảnh hành nói, ngươi có phải cảm thấy ta rất tàn nhẫn? Không cảm thấy, ta cũng như thế. Thẩm diệu đáp. Vậy ngươi có biết không, ta không phải người tốt. Tiếng nói của hắn trầm thấp êm tai, ban đêm cùng gió lạnh rót vào tai, làm người nóng lên. Thẩm diệu co rút lại, nhưng không muốn bị xem thường, chỉ nói, biết, ta cũng như thế. Tạ cảnh hành đỡ eo nàng, kéo thẩm diệu hướng mình. Mặt nạ che khuất dung mạo của hắn, để anh Tuấn mang theo một tia thần bí. Hắn nói: vậy ta bây giờ có thể trả lời vấn đề của ngươi. Vấn đề gì? Thẩm diệu không rõ. Ngươi hỏi ta có phải muốn tiêu diệt Minh Tề? Thẩm diệu theo dõi hắn, cặp mắt xinh đẹp, tất cả đều là ánh sáng. Thẩm Thúy hầu như muốn đem người hút vào. Vậy ngươi trả lời là gì? Nàng hỏi: "Nếu ta nói là phải, có phải ngươi sẽ tố giác ta sao?" Tạ Cảnh Hành cười tà khí. Thầm Diệu chậm rãi nói: "Sẽ không. Bởi vì ta cũng như thế." Chỉ một câu nói, ba lần ta cũng như thế, lại làm cho Tạ Cảnh Hành ánh mắt có chút biến hóa. Như là từ lãnh mạc băng nguyên bên trong nở rộ từng đốm lửa, hắn không để lộ hỉ nộ, chỉ hỏi: "Ngươi có biết mình đang nói gì không?" Thẩm Diệu trầm mặc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn đem Thẩm Diệu nút sống, hắn nói: "Thẩm Diệu, ngươi không được hối hận, lên thuyền của ta rồi, đời này không cần xuống." Hắn đột nhiên cúi người hôn Thẩm Diệu. Thẩm Diệu theo bản năng muốn né tránh, nhưng bị Tạ Cảnh Hành cầm lấy eo kéo vào ngực. Hắn lạnh lẽo mặt nạ đụng vào mặt Thẩm Diệu, cầm cố tay nàng, thô bạo hôn lên môi nàng. 175 sóng lớn. Hắn hôn cực nóng, chiếc mặt nạ bằng bạc lạnh lẽo như mang theo một số cảm xúc không thể diễn tả, che phủ bầu trời mà tới. Thẩm diệu càng dãy rùa, hắn càng cầm chặt hơn, như muốn tuyên thệ, chiếm lấy môi nàng. Trong ngày đông, hoa nở, ngày thu, bướm bay, ngày hè, suối băng, ngày xuân, hoa tuyết đều không thể diễn tả được kỳ dị trong chớp nhoáng này. Bên tai có tiếng gió vù vù, nhưng khuôn mặt đẹp thanh niên ôm ấp cường thế, hôn môi nóng rực, như cuối cùng một đời cũng không thể né tránh. Khi tạ cảnh hành buông thầm rượu ra, nàng suýt nữa sụi lơ, gần như không thể thở nổi. Kiếp trước nàng ái mộ phó tu nghi, nhưng từ đầu tới cuối đều là thế đầu quang gánh một con nóng. Phó tu nghi ngày đại hôn động phòng cũng chỉ là qua loa, nàng chưa từng cùng nam tử thân mật triền miên như thế. Cảm giác mình biểu hiện có chút thất thố, thẩm diệu thẹn quá thành dặn bị tạ cảnh hành đỡ không cho ngã xuống nàng liền căm tức nhìn hắn nhưng nàng không biết rằng chính mình vừa bị hôn một đôi mắt trơn bóng như muốn giao động ra thủy quang trong veo cười tươi giói, mặt đỏ chót môi đỏ như cánh hoa khiến người ta càng muốn yêu thương tạ cảnh hành rời ánh mắt đi thẩm rượu ngoài lúng túng và phẫn nộ còn có một tia không biết làm sao bình tĩnh mà xem xét biến thành trước mắt dáng vẻ ấy trong lòng nàng hoặc nhiều hoặc ít đều dự liệu được một điểm về phần tại sao không có ngăn cản hoặc mặc cho phát triển chỉ là nàng theo chính mình làm ra phản ứng bản năng nguyên nhân trong đó thẩm diệu không muốn tra cứu nói một chút ngươi thân sự tạ cảnh hành khôi phục ngữ khí bất cần đời nói hiện tại ngươi có tính toán gì thẩm diệu không hiểu nhìn hắn tính toán gì tạ cảnh hành híp mắt nhìn nàng ngữ khí có chút nguy hiểm thái tử la lăng phùng tử hiền tô minh phong bùi lang ngươi muốn gả cho ai thẩm diệu nhíu mày lại làm dáng suy nghĩ chăm chỉ tạ cảnh hành ánh mắt ngưng lại ngữ khí không quen nói ngươi thật muốn gả cho người khác ta tại sao không thể muốn gả cho người khác hôn ta sờ soạng ta còn dám cho ta đội mũ xanh thẩm diệu ngươi lá gan không nhỏ. Thẩm Diệu khẽ cười, ngươi sẽ không phải muốn ta gả cho ngươi chứ. Ngươi cuối cùng cũng thông minh một lần. Tạ cảnh hành chậm chậm nói. Thẩm Diệu sững sờ, nàng không phải không nghĩ tới cùng tạ cảnh hành có quan hệ. Hai người bọn họ nói là minh hiểu, nhưng đến cùng so với minh hiểu làm được càng ám muội chút. Giữa nam nữ tình cảm, chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Những đêm nhịp tim như thế, để thẩm diệu cũng nhận ra một vài thứ. Nhưng chuyện này không đại diện cho việc tạ cảnh hành có thể lấy nàng. Tạ cảnh hành là đại lương duệ vương, nàng là minh tề tướng quân đích nữ. Lại không nói rõ tề lúc này có thể hay không đồng ý, vĩnh lạc đế bên kia cũng không dễ bàn giao. Đặc biệt là trước mắt, tạ cảnh hành tựa hồ đang đại lương có địa vị rất cao, hắn nắm giữ quyền lực càng lớn, càng chứng tỏ vĩnh lạc đế coi trọng hắn. Một thần tử được đế vương coi trọng, trong nhiều chuyện đều là thân bất do kỳ. Bao gồm chính mình thân sự. Thẩm diệu còn đang mất thần, chỉ nghe tạ cảnh hành nói, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, ngoan ngoãn ở trong phòng theo của hồi môn chờ ta. Ta lúc nào đáp ứng gà cho ngươi? Thẩm diệu hỏi ngược lại. Ồ, tạ cảnh hành thoáng suy tư, chọn môi nở nụ cười. Hắn nói, ta cũng không ngại tại đêm nay gạo nấu thành cơm thẩm diệu ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, tạ cảnh hành lại nở nụ cười, nói, người nhìn dáng vẻ rất là chờ mong. Thẩm diệu quyết định không thể cùng tạ cảnh hành nói tiếp, người này trong xương héo nhi xấu, ba câu không rời đùa giỡn, không thể nói chuyện cẩn thận. Nàng lên đường, thái tử sự tình, ta có một cái biện pháp. Tạ cảnh hành nhíu mày, người sớm đã có đối sách. Đột nhiên nghĩ đến, thẩm diệu cường điệu, muốn người hỗ trợ muốn ta hỗ trợ tạ cảnh hành khẽ mỉm cười nhìn nàng thấp giọng nói phu quân giúp ngươi thầm diệu chờ thầm diệu từ duệ vương phủ lại trở về thầm trạch sắc trời đều sắp đến dạng sáng lúc trở về tự nhiên là tạ cảnh hành mang nàng trở lại biết được thầm diệu leo tường đến thì tạ cảnh hành cười để thầm diệu suýt chút nữa phát hỏa chỉ là đêm đó qua đi rất nhiều chuyện đều lặng lẽ thay đổi cùng tạ cảnh hành tại Duệ Vương Phủ thương lượng đối phó thái tử thân sự đối sách, để thẩm diệu có một loại cảm giác kỳ dị. Cho tới nay, trên đường báo thù nàng đều là một mình. Bây giờ phía sau không hiểu sao có thêm một chỗ dựa mạnh mẽ, làm cho nàng cũng sinh ra một loại cảm giác an tâm. Đặc biệt là dựa vào này còn tương đương thông minh, đối với nàng sở nói ra đối sách có thể nhìn thấy lỗ hổng đồng thời đưa ra biện pháp cải tiến. Thẩm Diệu cảm thấy, bọn họ hợp tác vô cùng hòa hợp. Bất chi bất giác, trong đầu thẩm diệu lại hiện lên lời tạ cảnh hành nói đêm qua, bảo nàng ngoan ngoãn theo của hồi môn. Tạ cảnh hành tuy có vẻ hờ hững trong nhiều chuyện, nhưng vinh tín công chúa đã đúng khi nói rằng hắn từ đầu đã biết rõ mình muốn gì và không muốn gì. Thẩm diệu cũng không rõ lời tạ cảnh hành nói có bao nhiêu phần là thật. Nhưng trong chuyện liên quan đến hôn nhân của thẩm diệu, Tạ Cảnh Hành đã tỏ ra vô cùng cường thế và bá đạo, khiến người ta không có chỗ để phản bác. Thẩm Diệu thở dài, con đường phía trước còn dài, Minh Tề vẫn chưa sạch bóng những điều khó khăn, nhắc đến tình cảm không khỏi thấy quá xa xỉ. Bình tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, nếu Tạ Cảnh Hành thực sự có bản lĩnh cưới được con gái của tướng quân, nàng cũng không có gì không dám gả. Vì thế, Thẩm Diệu đưa tay xoa ngực, cảm nhận nhịp tim mình có thể làm cho tim nàng lần nữa rung động, không biết sau này còn ai có thể làm được như vậy. Đôi môi hơi đau nhói như còn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, làm nàng cúi đầu. Không cách nào phủ nhận, nói một đằng là một nẻo, không cách nào kiềm nén nhịp tim. Khuôn mặt anh tuấn của người thanh niên, quyết đoán mãnh liệt và tầm nhìn xa rộng, khiến người ta không động tâm cũng khó. Trong Định Vương phủ, đêm đó đèn đuốc sáng trưng, khi Phó Tu Nhi biết được hôn sự giữa Thẩm Diệu và Thái Tử bị đè ép xuống bởi vì một câu nói vô ý của Duệ Vương, hắn lập tức triệu tập tất cả phụ tá đến định vương phủ để thảo luận. Ta trước đó đã nghi ngờ mối quan hệ giữa Thẩm Diệu và Duệ Vương không đơn giản. Giờ thử Thái Tử một lần, quả nhiên lộ ra sơ hở. Phó Tu Nhi cười lạnh, Thẩm Diệu vừa có động tĩnh, Duệ Vương liền ngồi không yên. Bùi lang cúi đầu đứng phía dưới, không nói gì. Gần đây Phó Tu Nghi thay đổi thái độ, không còn coi trọng hắn, trong nhiều chuyện cũng không hỏi ý kiến của hắn nữa. Sự thay đổi này quá lớn, rơi vào mắt các phụ tá khác, khiến họ nghĩ rằng Bùi Lang đã đắc tội Phó Tu Nghi, họ cười trên sự đau khổ của hắn. Nhưng Bùi Lang biết, Phó Tu Nghi không phải người dễ bị lừa, hắn nhất định đã phát hiện ra điều gì đó, có lẽ mối quan hệ giữa Bùi Lang và Thẩm Diệu đã bị nhận ra. Tuy lòng như lửa đốt, nhưng Bùi Lang vẫn phải giữ vẻ bình thản, diễn trò phải diễn tới cùng, không thể bỏ dở giữa chừng. Bùi Tiên sinh thấy thế nào? Hôm nay, phá lệ, Phó Tu nghi hỏi ý kiến của hắn. Bùi Lang trong lòng run rẩy, cúi đầu nói, thuộc hạ cho rằng, phải lập tức thăm dò xem Thẩm gia và Dụ Vương hoặc Đại Lương có quan hệ gì. Thẩm Diệu thân phận đặc thù, đại diện cho binh quyền quan trọng của Minh Tề nếu thẩm gia và duệ vương đã đạt thỏa thuận gì chỉ sợ phụ tá môn bắt đầu nghị luận mặc dù bất mãn với bùi lang nhưng không thể phủ nhận rằng lời hắn nói có lý thẩm diệu chỉ là một tiểu cô nương không phải đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành duệ vương chú ý đến nàng có lẽ vì thẩm diệu đại diện cho thẩm gia điều này mới hợp lý phó tu nghi nói tiên sinh nói không sai chỉ là ta hôm nay hỏi thăm được một chuyện tất cả đều chờ hắn tiếp tục. Thẩm Diệu hôm nay ở Vinh Tín công chúa phủ suốt cả ngày. Công chúa xưa nay thân thể yếu, nhưng vẫn để nàng ở lại đến tối, hơn nữa sau khi Thẩm Diệu rời đi, tâm tình của công chúa cũng không đúng. Phó Tu nghi cười, có thể công chúa cũng biết điều gì đó. Một phụ tá trầm mặc một lát, nói, có thể Vinh Tín công chúa biết nội tình, điện hạ không ngại thông qua công chúa mà tìm ra manh mối. Ta cũng nghĩ vậy. Phó Tu Nghi nhìn Bùi Lang, không biết có phải cố ý nói cho hắn nghe không. Thẩm Diệu tuy rằng có thẩm gia làm núi dựa, nhưng bản thân cũng vô cùng đặc biệt. Duệ Vương đơn độc giúp đỡ nàng nhiều lần, trong đó nhất định có ẩn tình. Nếu Vinh Tín công chúa cũng liên quan, chuyện này càng thú vị. Giấy không thể gói được lửa, bí mật giữa họ, ta nhất định phải vạch trần. Phó Tu Nghi cười đầy ý tứ sâu xa còn phải dựa vào chư vị. Mọi người không dám từ chối, bùi lang cúi đầu, trong lòng cảm thấy bất an. Đêm đó, trong công chúa phủ cũng không được yên tĩnh. Vinh tín công chúa ngồi suốt cả đêm tại hành chỉ viện. Tạ cảnh hành chưa chết, ngược lại trở thành đại lương duệ vương, điều này vinh tín công chúa tuyệt đối không ngờ tới. Qua hai năm, vinh tín công chúa vô số lần hy vọng rằng tạ cảnh hành chết chỉ là một giấc mộng, hy vọng tỉnh dậy. Cái kia ngạo khí tuấn Mỹ thiếu niên còn có thể đứng trước mặt nàng, lười biếng gọi một tiếng dung di. Song khi thời khắc này đến gần, ý nghĩ đầu tiên của vinh tín công chúa lại không phải vui mừng. Hắn mặc cao quý tử kim trường bào, bào giác có thể dùng kim tuyến công khai theo phi long. Hắn mang theo mặt nạ lạnh lẽo, quen thuộc chào hỏi nàng, nhưng là duệ vương danh hiệu. Đó là uy hiếp lớn nhất đến từ minh tề. Vinh tín công chúa ban đầu chỉ vì bị che giấu mà sinh ra phẫn nộ, nhưng khi nhận ra tạ cảnh hành thân phận, phản ứng bản năng đầu tiên là cảnh giác. Điều này không đại diện rằng nàng không yêu tạ cảnh hành hoặc là nhiều năm làm bạn đều là giả. Mà là vì ở vị trí mưu chính, nàng là đại lương công chúa, kiêu căng và đa nghi của hoàng thất đều sẽ vào lúc này sinh ra. Nàng ngồi trước bàn viết thư, muốn mịt mờ nhắc nhở văn huệ đế, viết một nửa lại đột nhiên ngừng bút, xé tờ giấy trước mặt thành từng mảnh. Trong lòng xoắn suýt và phức tạp không thể hiện rõ trên mặt, nàng không muốn gặp lại tạ cảnh hành, vì sợ không biết đối mặt thế nào. Điều khiến vinh tín công chúa ngờ vực chính là, tạ cảnh hành không chết thì thôi, làm sao trở thành duệ vương của đại lương. Duệ vương danh hiệu này không thể tùy tiện bị người khác dùng. Nếu tạ cảnh hành vốn là người đại lương, có thể thông cảm được, nhưng nếu hắn chỉ là bị đại lương thu mua thì tạ cảnh hành chính là sống sờ sờ mà phản quốc. Tạ đỉnh và tạ cảnh hành xưa nay vốn không thân cận, nên hỏi tạ đỉnh chắc chắn cũng không được gì. Thẩm diệu nhất định biết một số chuyện, nhưng nàng sẽ không nói, và tạ cảnh hành lại bảo vệ nàng, khiến vinh tín công chúa khó lòng ra tay. Suy đi nghĩ lại, vinh tín công chúa cuối cùng nghĩ ra một người. Người đó lớn lên cùng tạ cảnh hành, hai nhà quan hệ không ít, xem như là bạn thân nhất của Tạ Cảnh Hành tại Minh Tề. Vì là bạn từ nhỏ, họ thường ở cùng nhau, chắc chắn sẽ có lúc nhận ra những điểm khác thường của Tạ Cảnh Hành. Đó là Tô Minh Phong, con trai Bình Nam Bá. Vinh tín công chúa gọi hạ nhân lấy thiếp mời đến. Ngày tháng dần trôi, Tết cũng ngày càng gần. Dân chúng bắt đầu mua sắm Tết, khiến đầu đường cuối ngõ mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, người bình thường không thể hiểu được những suy nghĩ của kẻ ở vị trí cao, giống như chim diều hâu và chim sẻ nhìn thấy bầu trời cũng không giống nhau. Từ khi Văn Huệ Đế bị câu nói đầy tham vọng của Duệ Vương làm kinh ngạc, ông ngày càng nghiêm túc nghĩ đến việc kết minh với Tần Quốc. Tuy nhiên, vụ án Minh An Công Chúa vẫn chưa được điều tra rõ ràng, và mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ. Dù vậy, sự chân thành ngày càng nhiều của Văn Huệ Đế đã khiến Hoàng Phủ Hạo dần có phần lỏng lẻo các quan lại của Minh Tề đều do Hoàng Phủ Hạo điều khiển, ngay cả Đại Lý Tự cũng thường xuyên nhận chỉ thị từ hắn. Dù kết quả cuối cùng thế nào, Văn Huệ Đế đã thể hiện đủ sự tôn trọng và cho Hoàng Phủ Hạo mặt mũi. Vụ án Minh An công chúa tạm thời không đề cập đến, nhưng câu nói của Duệ Vương cuối cùng cũng truyền đến tai Hoàng Phủ Hạo. Ban đầu, Hoàng Phủ Hạo đại diện Tần Quốc rõ ràng muốn kết minh với Minh Tề nhưng cố ý tìm cớ mưu cầu lợi ích khi nghe được lời của duệ vương hắn không khỏi lo lắng nếu duệ vương đại diện đại lương thật sự muốn các thành trì sản xuất khoáng thạch của minh tề thì minh tề sẽ gặp nguy hiểm một tần quốc không thể đối đầu với đại lương huống hồ nếu đại lương hấp thụ binh lực binh khí và tài phú của minh tề chỉ càng mạnh thêm khi đó đại lương sẽ thu thập tần quốc và tần quốc không đủ sức xoay chuyển tình thế Mục đích kết minh của Tần Quốc với Minh Tề chính là để kiềm chế Đại Lương. Hoàng phủ Hạo truyền tin tức này về Tần Quốc, Tần Quốc hoàng đế dù tức giận vì mất một công chúa tại Minh Tề, nhưng so với Giang Sơn đại nghiệp thì chẳng đáng kể gì. Tần Quốc hoàng đế chỉ thị Hoàng phủ Hạo tạm thời bỏ qua vụ Minh An công chúa và tập trung vào việc kết minh với Minh Tề. Hoàng phủ Hạo nhận được chỉ thị từ Tần Quốc, mấy ngày nay thường vào cung Minh Tề, tăng cường quan hệ với Văn Huệ đế. Một bên muốn kết minh, một bên cần trợ giúp, cả hai vui vẻ và gần gũi hơn. Văn Huệ đế muốn nâng đỡ thái tử, ban đầu định gả Thẩm Diệu cho thái tử, nhưng khi thấy Đại Lương có dã tâm, ông không dám đụng đến Thẩm gia. Hoàng phủ Hạo đến, vừa vặn để thái tử và Hoàng phủ Hạo có cơ hội tiếp xúc, tăng thêm mối quan hệ. Cuộc sống luôn có vô số liên hệ, nhìn qua có vẻ không liên quan nhưng lại đan xen nhau người thông minh biết tận dụng những mối quan hệ này, còn người bình thường dễ bị lạc trong đó. Tại phủ viên ngoại lang, thẩm Đông Lăng đang thưởng trà, loại trà tốt nhất từ Nam Quốc chỉ một nhúng nhỏ đã đáng giá hàng trăm lượng bạc. Tư thế thưởng trà của nàng tao nhã, trang phục theo gấm quý phái, ngọc bội lanh canh và vẻ đẹp kiều diễm. Chỉ cần nhìn qua cũng biết nàng là một thiếu phụ sống trong nhung lụa không ai nghĩ rằng trước đây không lâu, nàng vẫn chỉ là một thứ nữ không tiếng tăm trong thẩm phủ, quanh năm không ra khỏi viện. Trước đây, hạ nhân trong phủ không nhận ra nàng là tiểu thư, nhậm uyển vân quản gia thời điểm, 10 ngày nửa tháng cơm nước cũng chưa thấy dầu mỡ. Hiện tại và trước kia khác nhau một trời một vực. Viên ngoại lang quý phủ tuy không bằng những gia đình quyền quý khác, nhưng cũng rất giàu có. Người ta sẽ không sống nhờ vào chút bổng lộc từ triều đình trước khi gả vào phủ viên ngoại lang thẩm đông lăng vẫn cho rằng vương gia thuộc phe chu vương nhưng sau khi vào phủ nàng mới biết chủ tử thật sự là thái tử nhờ mối quan hệ buôn lậu muối tiền bạc không ngừng chảy vào phủ thái tử và phần còn lại đủ để phủ viên ngoại lang sống giàu sang nếu tiền bạc là niềm vui bất ngờ thì vương bật cũng khiến thẩm đông lăng vô cùng hài lòng vương bật nhìn thành thật nhưng rất khôn khéo là một trong những tướng đắc lực của thái tử. Trước đây, Thẩm Nguyệt không coi trọng Vương Bật, không biết rằng nàng ta đã bỏ lỡ một cơ hội lớn. Thẩm Đông Lăng xinh đẹp, tính tình nhu hòa, thường đưa ra những kiến nghị cho Vương Bật, nhưng luôn giữ khoảng cách. Điều này khiến Vương Bật càng đối tốt với nàng. Hắn cảm thấy may mắn khi Thẩm Nguyệt và Thẩm Đông Lăng thay đổi hôn. Viên ngoại lang chỉ có một con trai độc nhất là Vương Bật, và hắn rất có khả năng gần như là chủ gia đình. Thẩm Đông Lăng trở thành chủ mẫu, hạ nhân đều tôn kính nàng. Nếu Nhậm Uyển Vân còn sống, chắc hẳn sẽ tức giận. Cái thứ nữ bị coi thường ngày trước giờ sống thoải mái hơn cả Nhậm Uyển Vân, và Vạn Di Nương cũng nhờ đó mà phú quý. Hôm nay cũng giống như vậy. Vương bật từ bên ngoài trở về, cầm trong tay bánh ngọt tiện tay đưa cho nha hoàn, nói, đi ngang qua Quảng Phúc Trai, tiện tay mua cho nàng loại bánh quy xốp mà nàng thích. Phu quân thật chu đáo. Thẩm Đông Lăng cười khanh khách, cùng hắn châm trà. Mọi cử động của nàng toát ra một vẻ mềm mại không xương, có lẽ vì nàng là con của Vạn Di nương, trong xương cốt dẫn theo chút đặc biệt phong tình. Nàng cười nói, "Phu quân hôm nay thật vui vẻ, chắc có chuyện tốt gì xảy ra?" Đối với Thẩm Đông Lăng, Vương Bật thường không giấu giếm, vì nàng không phải là người nhiều chuyện, lại còn biết cách giúp hắn giải tỏa căng thẳng. Hiện tại vương bật và thẩm đông lăng mới tân hôn tình cảm ngọt ngào vương bật nói bệ hạ để hoàng phủ hạo tiếp xúc nhiều hơn với thái tử có lẽ là muốn cùng tần quốc giao hảo điều này rõ ràng cho thấy bệ hạ muốn nâng đỡ thái tử một người đắc đạo gà chó lên trời chúng ta là người của thái tử ngày sau thái tử kế thừa đại thống chắc chắn chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi hắn cười nhìn thẩm đông lăng nàng nói có nên chúc mừng không Thẩm Đông lăng thoáng suy nghĩ, sau đó liền nở một nụ cười vui mừng, nói: "Thật sao?" Dứt lời lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vương Bật, nhẹ giọng nói: "Phu quân thực sự lợi hại, thiếp thân theo phu quân, đúng là phúc khí của thiếp từ kiếp trước." Bị một người phụ nữ kiều diễm dùng ánh mắt sùng bái như vậy nhìn, lòng tự tôn của bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ được thỏa mãn. Vương Bật cười nói: "Vậy nàng dễ dàng thỏa mãn quá." hắn thở dài tiếc nuối nói nếu trước đây bệ hạ đã tứ hôn thẩm ngũ tiểu thư cho thái tử điện hạ thái tử có sự ủng hộ của thẩm gia binh lực chúng ta sẽ có thêm cơ hội thắng bây giờ dù đã tạm thời giao hảo với tần quốc nhưng binh lực vẫn là quan trọng nhất hắn thở dài thực lực mới là điều quan trọng nhất thẩm đông lăng nhanh trí dựa vào lòng vương bật tay vuốt ve ngực hắn giọng nói êm ái phu quân tự trách mình quá hà khắc làm được những điều này, đã không phải là người bình thường. Đây chính là điều Vương Bật muốn nghe, hắn cười nói, nàng thật biết đủ. Thiếp thân có phu quân như vậy đã biết đủ. Thẩm Đông Lăng cười duyên, lại như vô tình hỏi, bây giờ không thể để ngũ muội muội gả cho thái tử sao? Ngũ muội muội? Vương Bật sững sờ, rồi thuận miệng nói, suýt chút nữa ta đã quên, các nàng là tỷ muội. Lời nói vô tâm của hắn nhưng lại đặc biệt chói tai trong tai thẩm đông lăng như đang nói nàng là thứ nữ còn thẩm diệu là đích nữ đích thứ có khác biệt người tham vọng sẽ thay đổi theo hoàn cảnh trước đây thẩm đông lăng chỉ lo bảo toàn mình nhưng giờ khi trở thành viên ngoại lang phu nhân nàng lại trở nên nhạy cảm hơn với những khác biệt này nàng chôn đầu vào ngực vương bật không để hắn thấy vẻ mặt mờ mịt của mình nhưng hỏi không được sao ngược lại không phải là không được vương bật nói nhưng hiện tại đại lương dã tâm khó đoán cần sự ủng hộ của thẩm tín thẩm diệu bây giờ cũng không còn nhỏ nghe nói thẩm gia cũng không muốn nàng gả vào thái tử phủ chuyện này càng sớm hoàn thành càng tốt kéo dài sẽ dễ sinh biến nếu thẩm tín tìm cho thẩm diệu một hôn sự khác kế hoạch của thái tử sẽ thất bại không thể định ra hôn sự trước sao thẩm đông lăng hỏi ngốc quá vương bật nói bản thân thẩm diệu và thẩm gia đều không muốn nếu dùng thủ đoạn ép buộc sẽ khiến thẩm tín bất mãn đó chẳng phải là ý thế bắt nạt người sao thẩm đông lăng bĩu môi nhưng lời này không phải vì thẩm diệu mà là trách sao thái tử không thể dùng quyền thế áp đặt người khác đúng vậy vương bật cười nói vậy sao chỉ có thể để họ ý thế bắt nạt người mà không thể để thái tử cũng ý thế bắt nạt người vương bật cười thái tử có hậu đức, không thể làm những việc ức hiếp người như vậy. Thái tử không thể, nhưng người khác có thể, phải không? Nếu người dân đều muốn ngũ muội muội gả cho thái tử, thì có phải là lấy bách tính quyền thế bắt nạt người không? Vương Bật ban đầu nghĩ thẩm đông lăng chỉ là nói đùa, nhưng dần trở nên nghiêm túc khi nghe nàng nói. Hắn nhìn thẩm đông lăng, thấy nàng ngồi ngây thơ trong lòng mình, như thể những lời vừa rồi chỉ là thuận miệng nói. Nhưng Vương Bật là người thông minh, hắn nhận ra ý tứ trong lời nàng, hỏi, nàng không phải lại có ý đồ gì sao? Nói nghe thử. Phu quân thật rào hoạt, nói ra có ích lợi gì cho ta? Thẩm Đông Lăng hỏi. Ưm, Vương Bật làm bộ suy tư một hồi, nói, nếu nàng nói hay, ta sẽ nghĩ cách cầu cho nàng một cáo mạnh. Hắn nghĩ, nếu Thẩm Đông Lăng thật sự có cách để Thẩm rượu gà cho thái tử, đó sẽ là công lớn, ngày sau thái tử đăng cơ cũng sẽ ghi nhớ cầu một cáo mệnh cho thẩm đông lăng không thiệt thòi thẩm đông lăng nghe vậy trong mắt hiện lên tia sáng hài lòng nàng nói ta không phải vì cáo mệnh mà là vì phu quân phu quân muốn làm gì thiếp thân tự nhiên ủng hộ phu quân muốn phụ tá quân chủ tương lai thiếp thân tiểu nữ tử này cũng chỉ có thể góp chút sức kỳ thực biện pháp rất đơn giản Miễn là tần cúc thái tử phối hợp là được." Nàng nói, "Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn."